Chào mừng quý nhà đầu tư đến với dự án CS Metro City Nhà Bè, nơi trở thành những tác phẩm nghệ thuật sống và không gian sống, là một chuyến phiêu lưu thực sự, cảm giác tự do và thoải mái, ngập tràn ánh sáng khi bước chân vào một căn biệt thự. Một sản phẩm biệt thự với một vị trí đắc địa, độc đáo, nó không chỉ sở hữu một mà ba mặt tiền, đem đến cho bạn một không gian thoáng đãng, tự nhiên, hiện đại, khám phá được vẻ đẹp độc đáo, view sông tuyệt vời và công viên lộng lẫy ngay từ ban công hoặc ngay trước cửa ngôi nhà của bạn. Một ánh sáng tự nhiên len lỏi từ mọi góc tạo nên một không khí ấm cúng đầy năng lượng. Hãy đến để cảm nhận CS Metro City Nhà Bè, nơi cuộc sống của bạn trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Được bàn giao với nội thất hoàn thiện bên ngoài và kết cấu thô bên trong, các biệt thự tại CS Metro City đang đón chờ bạn để tạo nên một không gian sống ưu việt theo ý muốn của chủ nhân tinh hoa. Một thiết kế bên trong, đây là một cơ hội để cho bạn biến ngôi nhà của mình trở thành một không gian nội thất cực kỳ lộng lẫy, phản ánh những cái tính cách cá nhân và phong cách riêng của từng người. Một cách sáng tạo, thoải mái, mỗi chi tiết đều có thể tùy chỉnh theo ý muốn của mình, từ phòng khách lớn đến tất cả những phòng ngủ theo một gam màu, một không gian cung cấp cho bạn một không gian cực kỳ rộng lớn, một sự sáng tạo để bạn có thể đưa tất cả những thiết kế ấn tượng của riêng mình, tận dụng tối đa ánh sáng của tự nhiên, không gian rộng lớn để tạo ra một tổ ấm cực kỳ ấm cúng, phong cách với một cách cực kỳ tuyệt vời theo thiết kế ý tưởng của mình. Với mức giá hiện tại chào bán đầu năm 2024, với căn biệt thự này mức giá tầm khoảng hơn 40 tỷ, bạn không chỉ sở hữu một căn biệt thự mà còn có cơ hội để tạo ra một không gian sống đầy đủ tất cả những dịch vụ tiện ích xung quanh cực kỳ hấp dẫn, để cho bạn gọi là một resort, nơi là cội nguồn của những tiện ích đẳng cấp, mang lại cho bạn một gia đình trải nghiệm cuộc sống hoàn hảo trong tương lai. Đây là một khu vực hồ bơi rộng lớn, khu vui chơi trẻ em ngoài trời, clubhouse với nhà sinh hoạt cộng đồng, BBQ, phòng tập gym, karaoke, bia, bóng bàn. Đây là những bức tranh thiên nhiên tuyệt vời kết hợp với những resort 5 sao ngay chính trong khuôn viên của nhà bạn. Một không gian tiện nghi trong lành mỗi ngày tại Nhà Bè sẽ cảm nhận sự khác biệt, điều quan trọng. Và một vị trí liên kề với những cái dự án đã đưa vào hoạt động khá lâu như La Villa Thiên Á, Nay Sao Phú Mỹ Hưng và những dự án lân cận tại dự án GS Nhà Bè. Không chỉ thuận tiện mà còn làm kết nối với những khu đô thị trung tâm khác. Về trung tâm tầm khoảng 20 phút lái xe, đi quận 2 tầm khoảng 10 phút chỉ qua cầu Phú Mỹ. Giờ là lúc để bạn sở hữu một căn biệt thự độc đáo tại những cái dự án hàng đầu tại Việt Nam, do chủ đầu tư GS 100% vốn của Hàn Quốc đã hình thành và phát triển tọa lạc trên cung đường Nguyễn Hữu Thọ với 350 hecta. Mời quý anh chị đặt chân đến không gian sống đẳng cấp tại dự án GS Nhà Bè, nơi mà hòa mình vào những không gian, nơi mà những ánh sáng tự nhiên, cây xanh, sông nước hài hòa, nơi mà resort 5 sao chính ngay trong lòng khu nhà của bạn. Hãy bắt đầu từ hành trình từ ngày hôm nay để Phước Sửu tư vấn cho quý anh chị chọn lựa nơi đây là một nơi đầu tư an cư lạc nghiệp, sinh lời bền vững. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý anh chị cần thêm nhiều thông tin về căn biệt thự, căn dinh thự đối diện bờ sông này, hãy inbox ngay cho Phước Sửu. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.